Mặc dù là nhân vật chính nhưng AC lại không phải là người lên LV3 đầu tiên. Kẻ lên cấp độ 3 đầu tiên là Game Kamen Rider sau này với thân phận là chủ tịch của Game Corporation, Dan Kuroto, hắn ta sử dụng Sakariki Sport để áp đảo tất cả Rider, cũng như thử thách họ, không cho họ tấn công Burgaster sở hữu sức mạnh Robot. Hắn ta ngăn cản tất cả Rider, chỉ còn mình SA là dám đối mặt trực diện với hắn. Anh lại một lần nữa tận dụng được những item của mình, sang lấp khoảng cách giữa hai level, nhanh chóng đánh bật đoạn final của game và lao lên tấn công tên Burgaster để giành lợi thế. Anh đã chiếm được sức mạnh to lớn của Robot chiến đấu, chuyển hóa bản thân thành một trong những Rider chính diện đầu tiên sở hữu cấp độ 3 gắn lên người SA giống như một bộ giáp. Những tựa game bạn có thể liên hệ với SA chính là tựa game Mega Man, và đây cũng chính là hình thể khi X có được những bộ giáp của bản thân anh trong suốt quá trình robot chiến đấu cũng đại diện tương tự như vậy. Đặc trưng nhất của form này là khả năng phòng thủ được tăng cường cực lớn so với hình dạng Mighty Action X, nhưng có vẻ như độ linh hoạt của anh bị giảm nặng. Không có quá nhiều những pha bay nhảy khi sử dụng hình dạng này, đa phần là khả năng phòng thủ cũng như tấn công vô đối từ level 3. Tất nhiên là anh sẽ không còn những khả năng phòng thủ và tấn công vô đối này khi chiến đấu với những kẻ thù trên level của mình, vì đó là nguyên tắc của game rồi. Với tông màu nâu, chiếc mặt nạ của anh, chiếc sừng nhìn rất giống Gundam, và kèm theo đó là cánh tay trái, cánh tay robot khổng lồ. Cánh tay này khả năng tấn công lại vẫn có thể sử dụng Gatshot bình thường, và hơn hết nó là một cánh tay ngỏa tiễn có khả năng tấn công từ xa cái hù và thu hồi lại. Geiteki Totsu Ritsuko Strike là tên của đồng tất sát. Nó sẽ bắn ra bàn tay khổng lồ từ hình dạng robot, tấn công cũng như ghim chặt Sakariki Sport của game. Anh lao tới theo nắm đấm của mình, bắt lại nắm đấm, tụ lực vào nó và ra một đòn cực mạnh.